Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Kiên Trung Audio. Và các bác nào đang xem kênh của Kiên Trung mà chưa kịp đăng ký kênh, các bác vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và cho Kiên Trung một nút like để cho các video test và báo giá sản phẩm hàng về như thế này đến được với nhiều các bác chơi Audio trên toàn quốc. Kiên Trung xin chân thành cảm ơn tất cả các bác. Và trong ngày hôm nay thì Kiên Trung lại muốn giới thiệu với các bác một số cái cặp loa mà vừa cập bến tại shop Kiên Trung Audio. Shop Kiên Trung có địa chỉ tại số 24 ngõ 562 phố Thị Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Shop em thì giao hàng toàn quốc và không bao gồm phí ship. Bên em thì thường xuyên về tất cả những cái dòng loa như Onkyo, Diatone và đặc biệt là Pioneer. Thì bên em có rất nhiều các mẫu mã. Thì trong ngày hôm nay thì lên sóng cho các bác một cặp loa mà vừa mới về luôn, mà nó rất là đẹp nên em phải vội vàng và lên sóng ngay, giới thiệu ngay với các bác một cặp loa của Pioneer. Có cái model là Pioneer S180D. Đây là một trong những cái phiên bản mà cuối cùng của dòng S180. S180D thì gồm một bát 32 cm màng carbon gân mút, một con trông trung 14 cm trung đom và đặc biệt là một con chép điện rất là đẹp. Và tiếng của cái dòng chép điện của Pioneer thì cực kỳ là sáng nhưng mà lại không chói gắt. Cặp loa Pioneer S180D về shop hôm nay trong tình trạng riêng nguyên bản và đẹp xuất sắc luôn. Em nó có chiều cao là 68 cm, chiều rộng là 39, chiều sâu là 36 cm. Cặp loa này nặng trên 60 cân. Loa thì có trở kháng 6,3 ohm, công suất là 200W một chiếc. Tuy nhiên thì cái công suất đáp ứng đầu vào của nó chỉ có là 60W thôi. Nên cặp loa này thì rất là dễ đánh và dễ phối ghép, do cho tiếng bass thì cực kỳ sâu và nặng, tiếng chép thì mảnh và không chói gắt. Cặp loa thì gồm một bass 32 màng carbon, xương đúc các bác nhá, xương đúc gông kiềng của cặp loa này về trong tình trạng di nguyên bản và không có rôm gì, đẹp xuất sắc luôn. Lỗ thở được thiết kế đằng trước. Hai tinh chỉnh thì cho giải mid và giải chép thì được gắn ở phía dưới. Các cái nút tinh chỉnh này đều bằng nút phay nhôm hết các bác nhé. Cặp loa này làm trông rất là kỹ càng luôn. Đó, rất kỹ càng luôn. Pioneer S180D. Thùng thì thùng vân gỗ màu nâu hơi bóng các bác nhé. Thùng vân gỗ màu nâu hơi bóng. Góc cạnh thì đẹp xuất sắc luôn. Em sẽ quay một lượt chi tiết cho các bác để các bác ngắm kỹ những cái cặp loa như thế này. Rất là đẹp luôn, không có điểm trừ luôn. Một cặp loa riêng nguyên bản, đẹp xuất sắc luôn. Góc cạnh các bác xem này, không spa, không tuốt tát mà nó đẹp như thế này rồi. Loa thì được thiết kế là vế phải và vế trái. Cặp trước này là vế phải đây. Các bác nhìn cái hậu loa, nó đẹp mướt mượt mượt như thế này, đẹp nguyên bản mà mướt mượt như thế này. Pioneer S180D, công suất 200W, đáp ứng đầu vào là chỉ có 60W thôi. Một cặp loa cực kỳ đẹp luôn. Em quay sang trước bên trái, rất là đẹp luôn. Góc cạnh vuông đét, không có sứt sẹo bể lở gì cả. Các cái tuyến loa thì không có rôm gì, ghẻ lở gì cả. Nói thật với các bác là những cái dòng loa mà cái kiềng mà nó xấu ấy thì thường bên em thì sẽ không nhập những cái dòng đấy. Các bác nhìn này, kiềng nào cũng đẹp, mỹ mãn luôn. Đẹp xuất sắc. Đây, nhìn cái hậu loa trước này, chiếc L. Đẹp, mướt mát như thế này. Với những cặp loa như thế này thì các bác chơi đa thể loại nhạc, nhạc Tây, nhạc Tàu, nhạc mạnh, nhạc bolero đều chiến được hết. Với những ghép với con âm ly như là The Nâm 940, 940V hoặc là những con Pioneer hoặc là Sansui, những dòng mặt gương công suất từ khoảng 200W trở lên thì đánh những cặp loa này thì rất là đẹp luôn. Về ngày hôm nay thì bên em thì cũng còn về được một số các cái dòng Pioneer khác. Em
Nhân viên của em đang khui ngoài sân thì cũng khui được mấy mấy cặp rồi. Thì đây để quay quay luôn cho các bác, nhã hình cho các bác biết là bên em vừa về đó, 5-6 cái cặp Pioneer CS616. Đây, những dòng loa bên em về nhá. Nguyên bản chưa làm gì cả các bác nhá. Rồi. Các cái si thì dòng này thì nó hay thường 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 hay cái si bên ngoài hay bị chóc. Nhưng mà về các bác nhìn các cái tuyến loa nó đẹp như thế này. Chưa có sờ pa, chưa mông má, chưa lau chùi, vừa khui ra luôn. Pioneer CS616. Thì dòng này thì bên em thường xuyên về rồi. Tiếng đi cực hay rồi. Giá cả cũng rất là bình ổn thôi. Hiện tại shop bên em đang bán những cái cặp Pioneer CS616 này giá dao động từ 13 đến 13 triệu 500 tùy vào cái tình trạng đẹp xấu của cặp loa. Quay trở lại với cặp loa Pioneer S180D. Con này thì quá nổi tiếng rồi về cái dòng chép điện. Thì em cũng xin báo giá luôn với một cặp loa zin nguyên bản mà đẹp xuất sắc. Căng lưới đầy đủ nhé, căng lưới zin đầy đủ tem mác. Thì shop em đang bán với giá là 15,5 triệu đồng các bác nhé. Giao lưu với các bác với giá 15,5 triệu đồng cho một cặp loa đẹp xuất sắc không có điểm trừ. Đây là một cái cặp loa mà em vừa mới khui ra. Rất là đẹp luôn. Bác nào quan tâm thì kết bạn Zalo theo số điện thoại đang chạy trên màn hình. Em sẽ có những hình ảnh chi tiết gửi cho các bác để cho các bác có những cái nhìn cảm nhận về cái sản phẩm của mình một cách chi tiết nhất. 15 triệu 500 cho cặp Pioneer S180D, phiên bản cuối cùng của dòng 180D. Tiếp theo là một cặp loa cũng đẹp xuất sắc và cũng vừa cập bến luôn thì em lên sóng luôn cho các bác. Cặp loa có cái model là Diatone DS77HR. Cặp loa này thì có hai phiên bản, một phiên bản màu đen và một phiên bản màu vân vàng vân gỗ như thế này. Cặp loa này thì được mệnh danh là vừa nghe nhạc và vừa hát karaoke. Tiếng nó sáng, một trong những cặp loa mà gần như là nếu mà là hát và nghe nhạc thì đây là những cặp loa trong cái tầm ngon bổ rẻ và tiếng hay nhất nhì trong cái dòng của Diatone. Cặp loa có model là DS77HR, phiên bản màu vàng. Nó sở hữu một bát 32 cm màng carbon gân vải zin nguyên bản, kiềng xương đúc hoàn toàn nhé. Tất cả những cái dòng Diatone của 77 này thì đều hầu hết là xương đúc liền khối luôn. Một con trung 16 cm và một con chép đom, trung đom, chép đom. Cặp loa về trong tình trạng zin nguyên bản và đẹp xuất sắc, căng lưới đầy đủ. Diatone DS 77HR có chiều cao là 68, chiều rộng là 38 cm và chiều sâu là 32 cm. Trở kháng là 6 ôm, công suất là 230W một chiếc. Con này chịu đòn rất là tốt luôn, công suất đáp ứng đầu vào thì rơi vào tầm khoảng 75W. Thế nên là những cặp loa này cũng rất là dễ đánh thôi. Với cặp loa Diatone DS77HR thì ngày hôm nay trong cái video clip này thì shop em giao lưu với các bác với cái giá rất là êm ái và mềm mại, chỉ có 8,5 triệu đồng cho một cặp loa đẹp xuất sắc, vừa nghe vừa hát, trưng bày đẹp. Nó không có điểm trừ gì ở cái cặp loa này cả. Sau đây thì mời các bác chi tiết chúng ta cùng khám phá cặp loa này. Một cái màng carbon 32 cm, gân vải zin tuyệt đối các bác nhé. Kiềng không rôm gì, kiềng sáng choang luôn, không rôm gì. Cực kỳ đẹp mắt luôn. Góc cạnh đẹp. Không xứt sở bề, không xứt sẹo bề lở gì cả. Không sờ pa tuốt tát. Đẹp zin nguyên bản. Cặp loa này thì cũng có vế phải và vế trái được thiết kế đối xứng nhau. Đây, em cũng còn vẫn còn băng dính dán vào đây. Công suất là 230W. Đáp ứng đầu vào chỉ có 50W thôi các bác nhé. Thế nên là cặp loa này những con âm ly mà công suất của một kênh 50W là đáp ứng tốt với cái cặp loa này. Còn công suất là 230W là công suất chịu tải của cặp loa này. Cặp loa này các bác có thể đánh đánh đẩy được. Đánh băng đẩy được.
rất đẹp luôn, đẹp mộng mị luôn. Góc cạnh các bác nhìn này, trên đây nó vẫn còn những cái vết bẩn đấy, bên em chưa lau kỹ vừa mới về. Tất cả các cái thông số của loa thì họ in thẳng lên thân thân thùng, loa rất là đẹp luôn. Chỉ có 8,5 triệu đồng cho cặp loa Diatone 77HR, vừa nghe vừa hát, tiếng rất là hay luôn, tiếng tiếng sáng cực kỳ hay luôn. Những cái cặp loa như này thì các bác cứ chọn cái dòng âm ly Sansui hoặc là âm ly đần ông công suất tầm 200W trở lên thì các bác vừa nghe vừa hát karaoke rất là hay luôn. 8,5 triệu đồng cho cặp loa Diatone DS77HR. Mọi chi tiết giao dịch mua bán thì mời các bác liên hệ trực tiếp và kết bạn Zalo theo số điện thoại đang chạy trên màn hình. Các bác nào ở gần khu vực Hà Nội thì qua shop em số nhà 24 ngõ 562 Phú Thị Khuê để trực tiếp test và xem sản phẩm. Các bác nào ở xa thì em sẽ gửi hình ảnh chi tiết tới các bác để các bác có cái nhìn khách quan nhất, chi tiết nhất về những cái sản phẩm của mình quan tâm. Giá trên em báo thì tất cả là cái giá mà chưa bao gồm phí vận chuyển. Những cái cặp loa nặng 6-70 cân như thế này thì các bác cứ đặt cọc cho bên em từ 1 đến 2 triệu đồng. Các bác nhận hàng, kiểm tra rồi mới thanh toán nốt cho bên giao hàng. Video của ngày hôm nay, chúng em xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.